Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà. Dự buổi lễ có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Cùng dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng, Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Ban liên lạc cựu chiến binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà. Tiền thân Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà là Tiểu đoàn 7, 706 Đồng Mít thuộc Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Trong các chiến chống Pháp, Tiểu đoàn đã đánh nhiều trận vang dội và lập được nhiều chiến công xuất sắc. Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhằm tăng cường quân chủ lực cho chiến trường Quảng Đà, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, ngày 10 tháng 11 năm 1967, Tiểu đoàn 7 được tách ra từ Trung đoàn 64 trực thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà, lấy phiên hiệu là Tiểu đoàn 3, ban đầu với 255 cán bộ chiến sĩ. Trong vòng 10 năm, từ năm 1967 đến năm 1977, đứng chân trên chiến trường Quảng Đà ác liệt, Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là cơ động đánh vào vùng ven, vùng sâu, góp phần bẻ gãy các âm mưu càn quét, bình định, lấn chiếm, gom dân của địch, bảo vệ hành lang, bảo vệ vùng căn cứ cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với những thành tích chiến công nổi bật, Tiểu đoàn 3 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý. Đặc biệt, ngày 21 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà.